Radio xin kính chào quý hàm các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin được hướng dẫn quý khách và các bạn cách download bài hát trực tiếp trên server iCloud của VKTV. Phần hướng dẫn này sẽ được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ xem phần kết nối với cả chiếc đầu VKTV. Phần thứ hai, chúng ta sẽ setup trong hệ thống của chiếc đầu VKTV. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ download bài hát trên trực tiếp server của iCloud qua màn hình cảm ứng của VKTV. Ngay bây giờ thì mời quý khách hàng và các bạn theo dõi phần clip để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các cái chi tiết này. Để kết nối chiếc đầu VKTV với TV, với màn hình cảm ứng và sử dụng được điện thoại thì chúng ta sẽ phải kết nối đầy đủ tất cả các thiết bị ở trong phần phụ kiện của chiếc đầu VKTV đã có. Ngoài ra chúng ta sẽ cần mua thêm một đoạn dây LAN, cũng như là nếu nhà đã có sẵn thì các bạn có thể sử dụng luôn để chúng ta tiến hành kết nối Internet mạng có dây cho chiếc đầu VKTV này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm đường hình trước cho TV. Ở đây thì trong chiếc đầu thì cũng đã có cái cáp HDMI này rồi, thì chúng ta sẽ cắm vào cổng HDMI để kết nối với TV. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần dây VGA để kết nối với màn hình cảm ứng. Các bạn sẽ đấu dây VGA với chiếc đầu, chúng ta có thể nhìn được hình ảnh trên màn hình cảm ứng. Khi bắt thì chúng ta sẽ cố định cho chắc chắn để chiếc dây này sẽ không bị tụt. Trong phụ kiện của chiếc đầu VKTV HD Plus mới cũng sẽ có phần Wi-Fi được cải tiến. Khi mà chúng ta sử dụng với điện thoại thì chiếc đầu VKTV mới sẽ có cái anten như thế này. Còn nếu mà các cái lô cũ thì sẽ là dùng USB. Hai cái này thì nó là như nhau. Thì chúng ta sẽ kết nối anten vào đây để có thể dùng được điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dây com để có thể sử dụng được cảm ứng. Thì chúng ta sẽ có một đầu 3.5 và một đầu USB. Thì đầu USB chúng ta sẽ cắm vào một cổng USB ở đây. Và cũng như dây com thì các bạn chọn cổng com 1 có màu xanh. Vậy là xong phần cảm ứng. Phần còn lại chúng ta sẽ kết nối với cả ngõ vào âm thanh. Thì từ chiếc đầu VKTV chúng ta sẽ cắm vào âm ly. Một đầu cắm ly và một đầu chúng ta sẽ cắm vào nguồn âm thanh ở đây. Vậy là xong phần ngõ âm thanh. Và chúng ta sẽ cần một dây mạng LAN để có thể là download qua nguồn này, nó sẽ ổn định hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ cắm mạng vào đây. Đó. Và lúc này chúng ta còn cái dây cuối cùng, đó là dây nguồn. Chúng ta sẽ cắm nguồn luôn. Vâng, đây là toàn bộ phần dây đã được đấu nối một cách hoàn chỉnh trên chiếc đầu VKTV. Giờ thì mình sẽ zoom sát lại hơn để các bạn có thể nhìn rõ hơn về cái phần này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang phần sử dụng màn hình cảm ứng để download. Để có thể vào được truy cập phần hệ thống thì chúng ta sẽ thao tác ở trên phần màn hình cảm ứng. Chúng ta sẽ vào phần hệ thống ở đây. Sau đó các bạn chọn đến cài đặt. Và ấn mật khẩu mặc định của nó sẽ là 6 số 0. Chúng ta xác nhận. Lúc này sau khi mà truy cập hệ thống qua màn hình cảm ứng xong thì các bạn sẽ dẫn đến dòng cài đặt hệ thống. Khi vào phần này chúng ta sẽ ra một loạt các cái phần để có thể điều chỉnh cho chiếc đầu VKTV. Ở một số cái như là các bạn có thể tăng cái độ phân giải lên. Ở phần AV HDMI này chúng ta có thể tăng lên cao hơn. Đó, từ 480 đến 1080 tùy theo cái độ phân giải của TV nè các bạn. Tiếp theo là phần học mã điều khiển, chúng ta để là học tập, tải vào, tải ra, cài đặt, những cái này chúng ta sẽ giữ nguyên. Phần cài đặt mạng thì là chúng ta vẫn sẽ để cài đặt. Phần cài đặt wifi cũng sẽ để theo chế độ là tắt phát sóng nối mạng. Phần kiểm tra mạng chúng ta sẽ để là tự kiểm tra. Phần điều khiển smartphone thì các bạn để chế độ bật. Phần cập nhật hệ thống qua mạng chúng ta để cập nhật. Phần cập nhật hệ thống qua USB chúng ta để phần cập nhật.
và phần quyền tải nhiều bài hát từ iCloud chúng ta để chế độ cho phép. Như vậy là cái hệ thống này là đã là hoàn chỉnh và cơ bản. Sau khi là cài đặt xong, ở trên điều khiển các bạn chọn vào phím thoát, chúng ta ấn vào thoát. Sau khi thoát ra thì chúng ta sẽ chọn đến phần lưu lại cài đặt và chúng ta ấn OK. Lúc này màn hình sẽ báo là sẽ phải ấn xác nhận lần nữa, chúng ta ấn OK và sau 10 giây các bạn sẽ tắt đầu đi và bật lại. Lúc này thì các cái cài đặt của các bạn sẽ được lưu vào cái phần hệ thống của chiếc đầu karaoke rồi. Sau khi thao tác tiến hành bật lại xong thì chúng ta sẽ sang phần download trên màn hình cảm ứng. OK, khi mà khởi động lại thì đầu VGTV chúng ta trên màn hình cảm ứng cũng sẽ hỏi về cái phần là chọn màn hình như thế nào. Thì chúng ta sẽ chọn màn hình cảm ứng, hoặc là nếu hết 10 giây thì máy cũng sẽ tự động chọn sang chế độ màn hình cảm ứng. Khi mới khởi động lại thì cái phần iCloud download của chúng ta vẫn bị X đỏ, và bây giờ chỉ sau khoảng tầm 5 giây là nó đã đồng bộ được rồi. Để chúng ta có thể xem được các cái phần bài hát mới ở trên server iCloud download thì chúng ta sẽ thao tác ở trong mục này, tức là cạnh cái đầu máy này chúng ta sẽ có cái đám mây và cái hình nhạc, chúng ta sẽ ấn vào đó. Lúc này các bạn thể thấy thì là sẽ có các cái bài nhạc mới ở trên đây rồi, chúng ta có thể gạt để xem. Theo cái phần thông báo ở đây thì chúng ta sẽ có 14 trang, mỗi trang chúng ta có 2, 4, 6, có 8 bài. Chúng ta sẽ nhân lên, tức là nó sẽ ra cái số lượng bài hát mới ở cái thời điểm này. Đó, để mà download được về thì chúng ta sẽ ví dụ như bài Kết Thúc Lâu Rồi của Lê Bảo Bình chẳng hạn, chúng ta sẽ ấn vào trực tiếp cái bài hát đó. Lúc này bài hát sẽ được nhảy lên cái phần server iCloud download ở trên này và cũng đã có số 1 ở trên này. Đó, chúng ta có thể thấy. Để kiểm tra cái phần download thì chúng ta sẽ ấn trực tiếp vào phần iCloud download. Lúc này thì các bạn thể thấy thì là phần download cũng đã được thực hiện. Phần download nhanh hay chậm cũng sẽ phụ thuộc vào đường truyền mạng của các bạn và cái hình thức kết nối. Ở đây thì mình đang sử dụng hình thức có dây. Riêng việc download này chúng ta nên theo dõi trực tiếp để tránh trường hợp mà server nó bị đứt quãng trong trường hợp download giữa chừng, thì lúc đó nó cũng sẽ mất công, chúng ta sẽ phải làm lại. Vâng, vậy là việc download đã thành công. Tuy nhiên thì để mà tìm được bài hát trên cái dữ liệu của ổ cứng thì là hiện tại bài hát vẫn đang bị nằm trong cái kho chờ. Thì để kiểm tra cái phần bài hát đã được download đó đã được add vào chưa, và chúng ta sẽ thao tác một cái bước như sau. Chúng ta sẽ tắt cái bảng download này đi. Sau đó chúng ta sẽ vào phần iCloud download ở đây. Chúng ta tìm vào phần đã download. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy cái bài này đã được download rồi, nhưng mà ở ngay dưới đó chúng ta sẽ có phần chữ là chưa vào kho. Để cho vào kho thì chúng ta sẽ làm như này. Các bạn thao tác ấn vào phần đưa bài hát vào cơ sở dữ liệu. Trên màn hình sẽ hỏi xác nhận hoặc là bỏ, thì tất nhiên là chúng ta sẽ xác nhận rồi. Khi này thì hệ thống sẽ báo là bài hát đang vào kho. Và khi là thành công thì chúng ta có thể tìm được bài Kết Thúc Lâu Rồi ở trong cái phần ổ cứng. OK, bài hát đã xác nhận thành công. Bây giờ chúng ta sẽ ra kiểm tra luôn. Bài Kết Thúc Lâu Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần folder nhạc ở đây để kiểm tra. Kết Thúc Lâu Rồi. Đó, trên màn hình cảm ứng cũng đã bắt đầu có bài này rồi. Thì chúng ta chọn luôn xem hát được chưa. Vâng, đã sử dụng được luôn các bạn ạ. Đấy thì là cái cách download nó chỉ như vậy thôi. OK, chúng ta sẽ kết thúc clip đây. Và cảm ơn quý khách và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách và các bạn trong các clip hướng dẫn kỹ thuật sau.